Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Ở qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng mua sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube tôi phát triển. Ở hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 thì được sự quan tâm này, tin tưởng, ủng hộ của anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Thì hôm nay em tiếp tục về 6 chiếc đầu đĩa CD, trong đó có một chiếc đầu Sony kiêm đọc đĩa CD và giải mã mạng cần đĩa mồi đấy, và ghi đĩa CD. Thì hôm nay em về thì có các hãng như là Victor này, Sony này và DeLong đấy. Có 4 chiếc đầu là màu đen và 2 chiếc đầu màu vàng đấy. Thì cái hình thức mua hàng của bên em, nếu như tình trạng hàng về như thế này, bác nào tin tưởng và chuyển tiền đặt mua bên em thì chuyển đủ tiền thì được bao ship, và các bác đặt cọc 500.000 thì không được bao ship đấy. Và khi sau khi nhận tiền 2 đến 3 ngày em vệ sinh xong, em làm cái video test cũng như là cái hình ảnh gửi cho bác đặt mua trước khi đi, nếu ưng thì em chuyển hàng đi và không ưng thì em trả lại tiền 100% cho các bác, không mất bất cứ đồng tiền nào cả. Trong quá trình nhận hàng, các bác test kiểm tra sản phẩm hoạt động tốt thì không vấn đề gì, còn nếu như sản phẩm em bị lỗi các bác đóng gói cẩn thận và giữ nguyên tem niêm phong gửi lại em hoàn lại tiền 100% cho bác, các bác không mất đồng cứ nào cả. Trong quá trình sử dụng thì bên em không bảo hành cho các bác. Trong quá trình sử dụng, nếu như các bác xảy ra sự cố mà không có thợ sửa chữa thì các bác gửi lại em sẽ hỗ trợ sửa chữa, với điều kiện là các bác có thông cảm giúp em là mình cái thời gian sửa chữa thì phụ thuộc vào thợ người ta nào đấy, em không dám nói trước được bởi vì em không phải người sửa đấy. Rồi số điện thoại của em là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bác nào gần em thì qua chọn lựa mua sản phẩm, bác nào ở tỉnh xa thì liên hệ qua hotline của em đấy, rồi là kết bạn Zalo hay Facebook để bác liên hệ. Và em cũng xin nói trước là em không gửi bất cứ hình ảnh hay là video nào cho bác khách nào mà chưa chuyển tiền đặt mua. Đấy, đây là cái hình thức mua hàng bên em, các bác để ý rõ giúp em nhé. Đấy, em nói quan điểm như vậy đỡ mất lòng nhau nhé. Còn cái sản phẩm nào ấy mà em đã làm video test rồi đưa lên để các bác chọn mua thì các bác xem. Còn tất cả sản phẩm về này thì do là nó còn bẩn và em chưa test nên em không chụp hình cho các bác đâu. Em chỉ phục vụ bác nào chuyển tiền thôi. À. Rồi em xin vào báo giá lần lượt từ phía dưới lên phía trên để cho các bác được chọn lựa. Sản phẩm trước tiên thì em muốn nói đến là chiếc đầu đĩa của hãng Victor, với model đen của nó là Z531. Con này thì dòng giải mã K2, được sản xuất năm 1989. Đấy, so giá xuất xưởng hiện tại bây giờ thì em rơi vào tầm 13 triệu và giá hôm nay em bán chiếc đầu này chỉ có 2 triệu đồng thôi. Lý do tại sao ạ? Tại vì đây ạ, đây, cái kim bấm này là nó có vết chảy xước này. Đấy, đây có vết xước này. Đúng nhá. Ai là trên này cũng có vết xước. Cô này. Đấy, thì em bán rẻ, bình thường chiếc đầu này bán từ 2 triệu rưỡi 3 triệu. Nó tùy vào cái tình trạng xấu đẹp, nhưng con này thì nó hơi xấu một chút đây. Đấy, nó cũng màu đen thì cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà em thôi bán rẻ. Em nhập cũng giá tốt và em bán rẻ để cho anh em chơi. Giá 2 triệu đồng. Dòng này thì chất âm có tuyệt vời rồi, thấy nhá. Đấy, giá xuất xưởng của nó là 19.800 biên cơ, nó không hề rẻ thế nào đâu. Đấy, giải mã K2 là cái giải mã mà danh tiếng của Victor rồi, mà những đời này nó không có nhiều đâu. Đấy, giá của chiếc đầu Victor 531 này em bán ra 2 triệu đồng. Bác nào chuyển đủ tiền thì được bao ship, còn hoặc là cọc 500.000 không được bao ship. Bên em thì không sẽ là COD nhá, các bác lưu ý rõ cho em. Đấy, tiếp tục phía trên này là chiếc đầu quãng Sony với model của nó là XA3ES. Con này thì được sản xuất năm 1995, cái dòng đời mới, mắt đọc thì dùng mắt đọc cơ của Sony 240, cũng rất dễ thay thế và không ken đĩa, và nó dùng hai chip giải mã là CXA8042 và một con nữa là con CXD2562 nhé. Đấy, con này thì về cái tình trạng cái mép này thì nó cũng có bị cấn nhẹ đây đó nhé, cấn nhẹ. Còn lại cơ bản là đẹp. Đấy, cơ bản là đẹp. Mặt phay nhôm dày. Đấy, con này
em bán với giá là 3,6 triệu đồng anh nhé, 3,6 triệu đồng. Đấy. Rồi tiếp phía trên này là chiếc đầu của hãng Sony với model của nó là CDP911. Đấy. Con này thì được sản xuất năm 1993. Đấy. Tính đến thời điểm hiện tại, cái tỷ giá hiện tại thì con này nó rơi vào tầm khoảng 9 triệu đồng Việt Nam. Hôm nay em bán chỉ có 1,6 triệu đồng thôi ạ nhé. Cạnh trên này nó có vết xước đây, vết xước đây. Hàng bãi thì không thể khỏi khỏi được, nhưng mặt mũi cơ bản đẹp. Mắt đọc thì dùng mắt đọc 240 rồi, và nó dùng con chip giải mã CD2562 và 2567. Chất âm khá hay đó nhé. Đấy, hay. Giá là 1,6 triệu đồng, Sony 911. Đấy. Tiếp với trên này là chiếc đầu của hãng Sony với model của nó là ZCD-W500C. Con này có chức năng là đọc đĩa CD 2 ổ này. Đấy, ổ bên trái này là chứa 5 đĩa CD, ổ bên phải này là đọc đĩa CD, ghi đĩa CD. Và cái đời này thì giải mã mạng cần đĩa mồi 24 bit các bác nhé. Đấy, về thì tình trạng thì nó cũng có vết chảy xước đây nhé, vết chảy xước đây, cũng có vết chảy xước cơ bản đây. Thì trước này em bán rẻ với giá là chỉ có 2,5 triệu đồng thôi các bác nhé, 2,5 triệu đồng cho bác chơi. Đấy. Mặt màu vàng nhé, mặt màu vàng. Rồi tiếp bên trên này là chiếc đầu của hãng Sony với model của nó là CDP-XE900. Cái đầu này em bán rất là nhiều rồi. Đây là dòng cuối của XE nhé. Mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp. Con này cơ chế hoạt động của nó là đĩa chạy mắt nghiêng. Đấy, rất là đẹp. Nhưng mà đến đất về thì không biết tại sao cái lúm volume chuyển bài đây các nhá, nó bị rơi đâu mất này. Thì hàng về thì có mà không biết là rơi đâu mất, em chưa tìm thấy. Đấy, để em tạm một cái nút này thôi các nhá. Đấy, nếu em tìm được cái nút mà nó hợp hơn thì nó tốt, còn có thì các bác dùng tạm nút này thì nó hơi nai cái nút chuyển bài này. Thì em bán với giá là 2,6 triệu đồng. Đấy nhé, 2,6 triệu đồng. Để cho bác chơi. Con này thì nó sản xuất năm 1996 đấy. Tính theo tỷ giá hiện tại thì bây giờ nó rơi vào tầm 11 triệu. Và hôm nay em bán chỉ có 2,6 triệu đồng nữa. Quá rẻ, đúng không bác? Đẹp, mặt mũi cơ bản đẹp. Đấy. Mỗi cái nút này nó hơi bị chảy một chút. Đồ rất đẹp. Đấy. Rồi, tiếp phía trên này là chiếc đầu của hãng Đờ Lông với model của nó là DCD790. Con này thì được sản xuất năm 1995, nó dùng hai con chip giải mã PCM61P. Mắt đọc của Sony 240 cũng rất dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy. Chất âm cho ra là 20 bit các nhá. Đấy, 20 bit. Mặt phay nhôm. Con này nếu thì giá hiện tại thì nó rơi vào tầm khoảng 9 triệu đồng, nhưng hôm nay em bán chỉ có 1,2 triệu đồng, em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy. Bên em nhập hàng giá tốt và nó không phải là sản phẩm đẹp xuất sắc thì em bán một cái giá rất là hợp lý để cho anh em chơi. Đấy, bác nào chuyển đủ tiền thì được bao ship, còn bác nào đặt cọc 500.000 thì không được bao ship. Và nếu như các bác mua trong tình trạng hàng về như này thì phải chờ em. Khi em nhận tiền sau 2-3 ngày em vệ sinh, em test xong xuôi thì em mới gửi hình ảnh cũng video cho bác. Còn bác nào mà không chuyển tiền và muốn xem hình ảnh video thì chờ em lên video các bác xem rồi đặt mua. Đấy, đây là rõ quan điểm mua hàng bên em. Đấy. Rồi, đây là 6 sản phẩm em đã báo giá xong. Số điện thoại của em là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào, hẹn các bác ở video sau ạ.